Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Cuộc xung đột tại Trung Đông mới đây đã phân cực dư luận quốc tế thành các phe đối lập hoàn toàn. Trong đó, quan điểm cân bằng cả hai bên của Nga đối với cuộc xung đột này đã gây kinh ngạc cho nhiều người. Vậy quan điểm của Nga là gì? Kính mời quý vị theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Pháo đài của Ukraine đã thất thủ. Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến nhưng trong một nỗ lực tấn công lớn tại Andipka ở vùng Donetsk, phía Nga đã giáng một đòn chưa từng có xuống Avdiivka, một pháo đài kiên cố của Ukraine cách thành phố Donetsk khoảng 14 km. Thành phố Donetsk đã bị tấn công bằng tên lửa từ Avdiivka liên tiếp kể từ trước năm 2022 và ngày càng bị tấn công nhiều hơn khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cuộc tấn công vào Avdiivka đã diễn ra vào thời điểm mà Ukraine đang cố gắng thực hiện luân chuyển quân. Kể từ năm 2014, Ukraine đã biến Andivka thành pháo đài kiên cố và chỉ có những quả bom có sức công phá lớn mới có thể phá vỡ hầm trú ẩn này. Các nhân chứng cho biết mặt đất rung chuyển sau vụ đánh bom. Với sức nổ của quả bom nặng 1,5 tấn, phía Nga đã phá hủy một sở chỉ huy lớn của Ukraine vào ngày trước và gây thiệt hại lớn trước khi mở một cuộc tấn công trên bộ. Trong khi đó, thì vào ngày hôm qua, hỏa lực pháo binh tự hành Manka đã săn bằng các vị trí của Ukraine. Lực lượng Nga được hỗ trợ bởi xe bọc thép pháo binh và siêu súng TOS đã tấn công từ hai hướng, đồng thời kiểm soát các đường tiếp cận vùng ngoại ô ở phía bắc của Adiivka. Pháo đài quan trọng nhất của Ukraine giờ đây đã thất thủ. Nhà máy than cốc Andiivsky bị quân đội Nga chiếm giữ. Nga đã thực hiện 10 cuộc tấn công tại Adiivka và 8 cuộc tấn công khác ở các khu vực phía đông của Stepnoye và phía đông nam của Svonoye. Hơn 10 cuộc không kích đã được Nga thực hiện nhằm vào các vị trí của Ukraine gần Abdiivka và 6 khu vực phòng thủ khác. Người đứng đầu cơ quan hành chính Abdiivka là Parabas cho biết chưa bao giờ xảy ra một vụ tấn công quy mô ồ ạt như vậy của Nga theo hướng này. Những đợt tấn công vào các ngày gần đây cho thấy thương vong của Ukraine đã ít hơn, có khoảng trung bình một ngày là 600 binh sĩ thiệt mạng. Chiến dịch pháo binh phản công cũng đã giảm bớt khi chỉ có 8 khẩu pháo của Ukraine bị phá hủy trong các ngày gần đây. Nhưng báo cáo hôm 11 tháng 10, bao gồm thống kê con số, từ chiến dịch tấn công tại Avdiivka và những nơi khác cho thấy con số thương vong của Ukraine đã vọt lên 895 người và 24 khẩu pháo của Ukraine đã bị bắn trúng. Đó là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Cho đến lúc này thì các binh sĩ Ukraine hầu như chỉ chiến đấu bằng chân trần. Số lượng khiêm tốn các thiết bị và vũ khí cho thấy chính quyền Kiev đã không còn nhiều thiết bị của phương Tây. Bản tóm tắt của truyền thông Ukraine đã mô tả tình trạng tồi tệ của hầu hết lữ đoàn Ukraine như sau. Cựu cố vấn của văn phòng tổng thống Zelensky là Ardestovich đã kêu gọi Bộ Chỉ huy Ukraine tiếp tục phòng thủ và từ bỏ việc tấn công, điều mà ông cho là vô vọng với cán cân hiện tại. Các lữ đoàn cận vệ tấn công tổn thất nặng nề do các chỉ huy trung đội ở những khu vực quan trọng, bao gồm cả mặt trận Zaporozhye không có kinh nghiệm chiến đấu và thiếu kiến thức quân sự. Nhiều binh sĩ chưa được huấn luyện đầy đủ, sự phối hợp ở cấp đại đội và tiểu đoàn gần như không có các binh sĩ Ukraine thì phải đi bộ nhiều km mà không có xe bộ binh. Cùng với đó thì Ukraine đang thiếu pháo binh trầm trọng khi hỏa lực phản công của Nga ngày càng dữ dội hơn. Lợi thế mà hệ thống tên lửa HIMARS với phạm vi hoạt động là 70 km giờ đây không mang lại hiệu quả. Các hệ thống HIMARS trước đây được đặt ở vị trí an toàn ngoài tầm bắn của pháo binh Nga, giờ đây đều có nguy cơ bị phá hủy khi Nga đang nâng cấp UAV Lancet với tầm hoạt động từ 40 lên 70 km để tiếp cận mục tiêu. Đoạn video quay cuộc tấn công của UAV Lancet vào hôm 11 tháng 10 nhằm vào máy bay Su-25 của Ukraine tại sân bay Dojin Tesvo đang gây dồn dào sự luận quốc gia này. Vì vậy mà các cuộc tấn công vào sâu tiền tuyến Ukraine ngày càng gia tăng. Trong khi ấy, UAV FPV của Nga hiện đang được trang bị camera ảnh nhiệt cũng hoạt động rất tích cực về đêm. Hệ thống tên lửa phóng đa năng Tornado S cũng cung cấp tầm bắn lên tới 120 km, với tên lửa dẫn đường CBS cũng được đưa vào thực chiến. Trong khi phải hứng chịu tổn thất nặng nề, thì xung đột nội bộ đã nhấn chìm năng lực chiến đấu của lữ đoàn cơ giới số 47, vốn là lữ đoàn tình nguyện nhất của Ukraine. Tờ Newsweek đã tiết lộ mối bất hòa đang diễn ra trong hàng ngũ cấp chỉ huy của quân đội Ukraine. Vào tháng 7, lữ đoàn 47 đã hứng chịu tổn thất lớn khi mà chỉ huy Dmitry Zhepakov thiệt mạng trên chiến trường. Trung tá Alexander Shark được thay thế, nhưng đến tháng 9 vừa qua đã bị cách chức chỉ huy do thất bại trên chiến trường. Alexander Pavly, người thay thế xác đã không thể hiểu được cơ cấu của lữ đoàn. Vì vậy mà các mệnh lệnh của ông, bao gồm cử lính bắn tỉa, súng cối và pháo binh ra mặt trận đã không có ai tuân theo. Có thể nói quân đội Ukraine đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hành động hợp lý duy nhất mà Kiev có thể thực hiện lúc này là rút ngắn chiến tuyến, ngừng tấn công và rút về phòng thủ ở sông Dnipro. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky dường như vẫn nói về một chiến thắng hão huyền trong các cuộc họp của ông trước tình cảnh bi đát trên chiến trường cũng như là ánh đèn sân khấu chính trị đang truyền từ Donbass sang Gaza, thì Tổng thống Zelensky bỗng nhiên đề nghị được đến thăm Israel. Zelensky trở mặt muốn đoàn kết với Israel. Vào ngày 12 tháng 10, tờ Axios cho biết Tổng thống Zelensky muốn tới Israel như một cử chỉ thể hiện tình đoàn kết. Trong bối cảnh mà Israel đang quay cuồng giải quyết hậu quả từ cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, các quan chức Israel cũng đã xác nhận yêu cầu từ phía Ukraine rằng văn phòng của ông Zelensky đã gửi yêu cầu chính thức tới văn phòng Thủ tướng Israel để yêu cầu điều phối chuyến thăm. Khi các cuộc biểu tình ủng hộ Israel cũng như là Palestine đang nổ ra ở Mỹ và châu Âu, thì avatar quốc kỳ trên Facebook đã bị đổi trong chớp mắt từ quốc kỳ của Ukraine chuyển sang quốc kỳ của Palestine hoặc là Israel. Như thể công chúng phương Tây đã lãng quên Ukraine khi cuộc xung đột mới tại Trung Đông mới chỉ bước sang ngày thứ sáu. Có vẻ như chính nghĩa ủng hộ Ukraine, bao gồm cả những nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine đã bị mất đi sự nhiệt huyết. Tổng thống Zelensky đột ngột bị loại khỏi ánh đèn sân khấu chính trị của thế giới. Nhận thấy điều đó, nên giờ đây, ông đang tìm mọi cách để liên kết mục tiêu chống Nga của mình với mục tiêu chống Hamas của Israel. Vậy nên tờ Asia đã viết rằng, chuyến thăm của ông Zelensky sẽ làm gia tăng sự ủng hộ của quốc tế cho cuộc phản công của Israel chống lại Hamas ở Gaza. Nhưng mà chớ trêu thay là vào tháng 11 năm ngoái, chính Ukraine đã bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc để đưa Israel ra Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc nước này chiếm đóng các vùng đất của người Palestine. Cuộc bỏ phiếu được cho là đòn trả đũa của Tổng thống Zelensky khi ông công khai chỉ trích Israel vì đã từ chối gửi vòng sát cho Kiev. Giới quan sát nhận định, việc Tổng thống Zelensky bỗng dưng lên tiếng ủng hộ Israel thực chất chỉ là thu hút sự chú ý của phương Tây trong cuộc tranh giành nguồn viện trợ, mà nhiều khả năng Mỹ sẽ dồn toàn lực cho Israel. Vì vậy mà hôm 11 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi của Tổng thống Zelensky bằng cách hứa hẹn sẽ có đủ viện trợ để cung cấp cho cả hai. Nhưng thực tế, nguồn viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đã giảm đi rất nhiều. Giờ đây khi mọi con mắt đang đổ dồn vào Trung Đông, thì nguồn viện trợ này sẽ còn suy giảm hơn nữa. Thực tế là các kênh truyền thông thế giới đã đột ngột ngừng đưa tin về cuộc chiến Nga-Ukraine, thay vào đó là cập nhật liên tục về tình hình tại Trung Đông. Israel sẽ loại bỏ Hamas Điểm nóng Israel-Palestine đã bước sang ngày thứ Sáu với khá nhiều kịch tính. Hiện thì Thủ tướng Netanyahu ngay sau khi thành lập nội các khẩn cấp thời chiến với lãnh đạo đảng đối lập Benny đã kêu gọi huy động toàn dân tham gia cuộc chiến chống Hamas các nhà lãnh đạo Israel thời điểm này dường như có vẻ bỏ qua thương vong dân sự đang gia tăng nhanh chóng ở thành phố Gaza, nơi mà những người Palestine bị mắc kẹt trong cuộc không kích đã không còn nơi nào để đi. Tuyên bố huy động này dường như báo hiệu một chiến dịch trên bộ kéo dài và đẫm máu ở giải Gaza là điều không thể tránh khỏi. Nhiều cảnh quay cho thấy lực lượng dự bị của Israel đang từ nước ngoài trở về. Còn ở bên kia biên giới, các cuộc đấu súng giữa Hezbollah và Israel đang đẩy người dân Liban ở các thị trấn phía nam phải rời đi trong bối cảnh ăn miếng trà miếng leo thang giữa Israel và Hezbollah. Cả hai bên đều tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt trước các cuộc tấn công vào nhau. Có nhiều hình ảnh bắt đầu xuất hiện về cuộc xung đột gai gắt dọc biên giới giữa Israel và Liban. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Beirut của Liban đã bác bỏ tin đồn sơ tán nhân viên ra khỏi nước này. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy những điều nguy hiểm sắp xảy ra khi tình hình ở biên giới phía nam của Liban ngày càng trượt dốc? Một kịch bản tồi tệ nhất đối với Israel đang xuất hiện. Đó là cuộc chiến tranh đa mặt trận đáng sợ liên quan đến Hezbollah, vốn là lực lượng bán quân sự nguy hiểm hơn nhiều so với Hamas. Israel cho biết rằng một tên lửa chống tăng bắn từ Liban đã bắn trúng một trong những đồn quân sự của họ ở gần biên giới. Các cuộc pháo kích xuyên biên giới đã xảy ra kể từ hôm 8 tháng 10, dẫn đến nhiều thương vong cho các thành viên Hezbollah và có thể là các lực lượng thánh chiến Hồi giáo Palestine. Trong bối cảnh mà Thủ tướng Netanyahu đang kêu gọi toàn dân đoàn kết để tham gia chiến đấu, thì cựu lãnh đạo và người sáng lập của Hamas là Khalid Mezzo đã kêu gọi cuộc nổi dậy của người Hồi giáo toàn cầu trong ngày thỉnh nộ vào thứ Sáu 13 tháng 10. Ông này kêu gọi sự giúp đỡ tài chính từ tất cả người Hồi giáo trên khắp thế giới cho Hamas ở giải Gaza để bồi thường cho họ về sự tàn phá của Israel, đồng thời yêu cầu các quốc gia Hồi giáo gây áp lực để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Điều quan trọng nhất mà Khalid Mezzo yêu cầu đó là tất cả người Hồi giáo trên khắp thế giới phải chiến đấu để chống lại người Do Thái. Bắt đầu từ các quốc gia láng giềng Israel như là Jordan, Syria, Ai Cập và Liban. Và lời cuối cùng trong bài phát biểu của cựu lãnh đạo Hamas có liên quan đến tiền bạc. Ông đã nói rằng, kinh phí rất quan trọng, nhưng ngày hôm nay, chúng tôi yêu cầu máu và linh hồn của các bạn phải hy sinh cho Palestine. Trước lời kêu gọi của người sáng lập Hamas, giới quan sát dự đoán rằng các cuộc khủng bố có thể xảy ra vào thứ Sáu tới đây, tại các quốc gia phương Tây. Ngoài ra thì các cuộc biểu tình sẽ nổ ra ở các nước hồi giáo và một cơn thịnh nộ có nguy cơ sẽ xảy ra ở phạm vi bên ngoài của khu vực Trung Đông. Rõ ràng, mối đe dọa của cựu lãnh đạo Hamas đang khiến các nước phương Tây cực kỳ lo ngại. Một bầu không khí khủng bố đang bao trùm các thành phố lớn tại Mỹ và châu Âu trước sự đe dọa của Hamas trong ngày thịnh nộ toàn cầu 13 tháng 10. Điển hình là thành phố New York, nơi có mật độ dân cư đông đúc với nhiều cộng đồng hồi giáo sinh sống đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. FBI đã cảnh báo các địa điểm công cộng, các tòa nhà chính phủ tại New York sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Nga ủng hộ nền độc lập Palestine không đồng nghĩa chống Israel. Cuộc xung đột Israel và Hamas mới đây đã phân cực dư luận quốc tế thành các phe đối lập nhau. Mỗi bên đều theo đuổi lợi ích riêng của mình, khi ủng hộ Israel hoặc ủng hộ nền độc lập của người Palestine. Trong các quan điểm ủng hộ Palestine tại phương Tây và Nga cũng chia làm hai phe. Một bên là muốn liên kết với Nga và chủ nghĩa khủng bố, trong khi bên thứ hai muốn tách Nga ra khỏi các mối liên hệ với Israel. Như trong video hôm qua chúng tôi đã phân tích, những tuyên bố của Tổng thống Putin về cuộc xung đột Israel đều cho thấy lập trường của ông là ủng hộ quyền tự vệ của Israel, đặc biệt là mỗi khi nước này trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố. Lập trường này thể hiện rõ nhất là việc Nga cho phép Israel ném bom vào các mục tiêu của lực lượng vệ binh quốc gia Iran và nhóm Hezbollah ở Syria mà không bị trừng phạt. Điều đó cũng vạch trần những tuyên bố vu khống của Ukraine, nhằm mục đích là làm mất uy tín của Nga hơn nữa trong mắt phương Tây, đồng thời cũng giúp Kiev tiếp tục nhận được nguồn viện trợ của Mỹ. Nhưng chính việc Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine có nguy cơ không còn thu hút được sự chú ý của quốc tế đã vạch trần động cơ của ông này. Nhiều thành viên theo chủ nghĩa bài Do Thái, trong đó bao gồm chủ yếu là cánh tả và những người theo chủ nghĩa tự do, đều coi chính nghĩa của người Palestine là quan trọng nhất. Và trong số đó cũng có nhiều người ủng hộ nước Nga. Những người cánh tà theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ và châu Âu thường có xu hướng, tẩy chay bất cứ ai không đồng quan điểm với họ. Trong đó có việc phải lên án Israel và hết lòng ủng hộ Palestine. Trong suy nghĩ của họ, Israel không có quyền tự vệ, ngay cả khi trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố vì đây là một thế lực chiếm đóng bất hợp pháp. Thậm chí, họ còn đi xa hơn khi yêu cầu tất cả công dân Do Thái gốc châu Âu của Israel phải rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt. Nếu không thì sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng sợ nếu còn định cư trên vùng đất đang tranh chấp của người Palestine. Nhưng vấn đề nan dài là Nga, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hệ thống toàn cầu từ đơn cực sang đa cực nhằm làm sói mòn quyền bá chủ của Mỹ, lại không lên án Israel hoặc là hết lòng ủng hộ Palestine mà Nga lại chọn vị thế cân bằng giữa hai bên. Do đó, không chỉ những kênh truyền thông dòng chính phương Tây, mà ngay cả kênh truyền thông độc lập tại Nga đã làm trạch hướng quan điểm của Điện Kremlin, nhằm tạo ra nguồn dư luận rằng Nga ủng hộ Hamas và chống lại Israel. Tuy nhiên, đối với Điện Kremlin, chính sách ủng hộ nền độc lập của Palestine không tương đồng với chính sách chống Israel. Mà đơn giản là Nga đang tái khẳng định các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời Nga liên tục kêu gọi cả hai bên ngừng bắn và kiềm chế. Điện Kremlin cũng lên án bất cứ các cuộc tấn công vào dân thường ở cả hai bên. Nếu Nga thực hiện chính sách chống Israel và ủng hộ các cuộc tấn công của Hamas, thì Điện Kremlin sẽ chỉ trích Israel, chứ không bao giờ đổ lỗi một phần cho Palestine. Tất cả những điều này được thể hiện trong các tuyên bố chính thức của Nga trong vài ngày qua. Đó là vào ngày 7 tháng 10, bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zakharova về cuộc xung đột Palestine và Israel. Bà đã nói rằng Chúng tôi kêu gọi các bên Palestine và Israel thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Bà nói rằng: "Chúng tôi kêu gọi các bên Palestine và Israel thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức, từ bỏ bạo lực, kiềm chế và bắt đầu với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, một quá trình đàm phán nhằm thiết lập một nền hòa bình toàn diện, lâu dài và được chờ đợi từ lâu ở Trung Đông." Sau đó 2 ngày, vào ngày 9 tháng 10, tuyên bố của Bộ Ngoại giao về tình hình khu vực xung đột tại Trung Đông có đoạn viết như sau: Hàng nghìn người Israel và Palestine đã bị thương. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của tất cả những người đã thiệt mạng và mong muốn những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Cũng cùng ngày hôm đó, ngoại trưởng Sergey Lavrov trong cuộc họp báo đã nói rằng: "Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ hành vi bạo lực nào gây thiệt hại đến thường dân ở cả hai bên, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ em." Còn vào ngày 10 tháng 10, thì điện Kremlin kêu gọi cả hai bên trong cuộc xung đột thể hiện sự kiềm chế. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng điều rất quan trọng bây giờ là cả hai bên phải kiềm chế. Cùng lúc đó, hãng tin RT của Nga đã có hai bài viết bổ sung cho quan điểm của Nga, đổ lỗi một phần bạo lực cho Hamas. Đó là 10 người Nga ở Israel đã thiệt mạng hoặc mất tích, trong đó có nhà vật lý nổi tiếng từ thời Liên Xô, Sergei Kridiskol. Tất cả các nguồn tin chính thức mà chúng tôi trích dẫn từ các trang web chính thống của Nga đều cho thấy một sự nhất quán trong lập trường của Nga là cân bằng giữa hai bên. Có thể khá nhiều người sẽ thất vọng trước chính sách của Nga đối với cuộc xung đột này. Tuy nhiên, nếu tin vào luận điểm rằng Nga ủng hộ các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, thì đã vô tình xa vào bẫy thông tin của phương Tây với mục đích là làm mất uy tín của Tổng thống Putin và coi Nga là quốc gia khủng bố. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.